tượng luôn, tức là khả năng đẩy và pha xử lý, cái pha xử lý mà đẩy phát cơ về cái trụ đó, pha xử lý đó rồi thôi cắm luôn cho rồi. Chứ nếu như nó xảy ra thêm một lần nữa thì chắc chắn là phía của Siêu Anh sẽ không có cơ hội có điểm ở trong cái cặp trận đấu ngày hôm nay. Còn trong đó bên phía của Prion, họ có những lượt cắm thật ra như cũ, vẫn là Rumble, vẫn là Ash và vẫn là Vi, là những lượt cấm cơ bản đến từ cả Prion và Siêu Anh mà thôi. Khi không có, chính xác là cấm và chọn, không có bên nào cho thấy sự vượt trội hơn quá là nhiều cả. Hai bên đều có những cái đội hình ưng ý của mình và đều đánh được rất là đúng với điều kiện thắng trong những quãng thời gian đầu tiên, cho tới khi mà họ bị mất kiểm soát giống những gì mà T1 làm, chính xác là những T1 bị chịu đựng ở trong ván thi đấu thứ hai vừa rồi. Và để xem nào, bây giờ bên phía của T1 họ được chọn trước và họ mới là đội chủ động lấy Sejuani. Trong khi đó bên phía Brion họ đang có một bộ đôi cực kỳ là thịnh trong quãng thời gian trước đó cho thấy rất nhiều, đó là Tristana và Maokai. Có nghĩa là Karius đánh hay tới cái mức độ bên phía của Brion đang sẵn sàng để hỗ trợ cho anh ta. Với việc đã có được Maokai, đây là một trong những vị tướng đi rất hợp với lại Tristana. Chắc tôi cảm giác là chỉ sau mỗi Ivan cái thời điểm mà hai vị tướng này cực kỳ hot thôi. Còn trong đó T1 sẽ là Talia dành cho Faker. Chúng ta vẫn sẽ có được những vị tướng nó cực kỳ phù hợp trong những thủ giao tranh và vẫn sẽ đảm bảo trong giải được. Nhưng kỳ này nó sẽ đòi hỏi là Faker sẽ thi đấu cẩn thận hơn xíu. Dù gì mà nói thì Tristana vẫn là một trong những vị tướng bắt cấp đầu đủ để có thể khô máu với bạn rồi. Anh ta sẽ phải hạn chế điều đó nếu như không muốn bản thân không bị thua được. Chắc chắn là như vậy rồi. Một ván thi đấu thứ ba, ván thi đấu quyết định để xem là Brion có được hưởng niềm vui của một cặp thắng B3 lần đầu tiên trong mùa hè này không đây, hay là T1 sẽ trở lại khi mà họ vừa để thua ở tại LCK, họ vừa để thua các thành viên của KT và bây giờ họ đang muốn tìm lại cảm giác chiến thắng tại giải đấu quốc nội của mình. Với cái đội hình này thì tôi nghĩ rằng là bên phía của T1 đang muốn hướng tới một dọn đi đường ổn định mà thôi, và sau đó là dùng những cái sự vượt trội hơn về macro và sau đó là đè ép đối phương với những pha tranh lớn. Bên phía của Brion thì vẫn đang cố gắng để tạo dựng một đội hình mạnh ở khâu đi đường, khi họ có được đường giữa Tristana, khó được khả năng kiểm soát bản đồ đến từ Maokai, có thêm được cái sự an toàn của bài Jax khu vực đường trên trong tay của Morgan nữa, cấm tiếp và những vị tướng xạ thủ có khả năng gây khó chịu, đó là Kalista trong tay của Maokai. Bên phía T1 cũng cực kỳ tôn trọng Samverse khi con bài Miss Fortune này lần đầu tiên nó được mang ra, nó đã để lại được rất nhiều hậu quả cho bên phía T1. Họ quay trở lại với cái lối cấm truyền thống ở đợt chung kết thế giới vừa rồi. Tức nghĩa là nếu như họ cảm giác những vị tướng nào mà họ có thể là giải quyết ở trong vòng cỡ tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ hay là 15 phút gì đó thì họ quyết định là cấm nó để hạn chế đi nguồn sức mạnh của đối phương. Và đây là quyết định đúng. Và khi mà đã cấm Kalista, khi mà đã cấm Kalin rồi, nó sẽ giúp cái lối chơi của vực đường dưới nó sẽ thoải mái hơn đến từ phía của Brion. Tức là bây giờ họ có thể chọn một vị tướng đi đường ở trong mức độ trung bình nhưng về cuối sẽ là tốt. Ví dụ như Zeri chẳng hạn, hoặc có thể là một Ezreal ở trong một giai đoạn sau khi tích xong nước mắt. Nó vẫn khá ok. Để coi Brion sẽ muốn gì đây. Nhưng trước hết, Leona đã được khóa. Và còn lại thì bên phía T1 họ sẽ muốn lấy gì? Một Seiya đang được nhá hàng đến T1. Seiya đã cắt. Zig cho Samverse không đây? Khi mà Zig bị cấm, Zig bị cấm rồi. À, Zig bị cấm mất rồi. Ờ. Như vậy bên phía T1 cũng đã chuẩn bị rất là kỹ cho kịch bản này rồi. Và để xem bây giờ bên phía của Brion đang thiếu đi lượng sát thương phép nó đủ lớn. Và ở khu đường dưới này nếu như Zig đã bị cấm rồi, Jin cũng được mà thôi. Nhưng bên phía của T1, chính xác là bên phía Brion sẽ hơi bị thiếu một chút xíu về lượng sát thương phép. Và để xem nào, khả năng đi đường cũng là rất là ổn khi Jin cùng với cả Leona. Tôi nghĩ rằng cũng sẽ không ngại kèo 2-2 khi được phải đối đầu với Seiya và Rakan đâu. Áp lực của bộ đôi này ở thời hiện tại cũng không phải là quá lớn nữa rồi. Đây là cái góc chơi của Brion thật ra không thiếu. Tại vì bây giờ đường dưới có khống chế nè. Và trong khoảng thời gian 5 cấp độ đầu tiên thì Seiya không có chiêu để có thể chạy. Nếu như trong một trường hợp nào đó bạn đủ khống chế là bạn có thể dứt điểm Seiya, khiến cho con tướng là bị phế trong giai đoạn đầu của ván thi đấu, thì khoảng thời gian sau việc tìm ra những vị trí để farm, việc tìm ra cái góc nào để gia tăng nguồn sức mạnh, nó sẽ là một cái vấn đề rất lớn mà Guma Yoshi sẽ rất khó giải quyết. Còn ngược lại, nó sẽ là cái câu chuyện ở trong giai đoạn tiếp theo. Nếu như bên phía của Brion không thể nào gọi là tấn công và hạ gục Seiya càng nhiều càng tốt ở trong giai đoạn đường, thì họ sẽ gặp phải một vấn đề là cái sát thương duy trì của họ sẽ có một số cái bị hạn chế hơn so với đối phương phía bên kia, khi mà một Jin sẽ cần nạp đạn, còn Seiya thoải mái quặng lòng. Chính xác như vậy, và nó sẽ là một cái nhiệm vụ được đặt nặng lên đôi vai của Karius khi anh ta là người có thể nói là duy nhất có thể đảm bảo đầu ra về lượng sát thương theo thời gian dưới phía của Brion trong ván thiếu này. Và nếu như anh ta vẫn duy trì được phong độ tốt giống như ván thiếu thứ hai vừa rồi thì chắc chắn là Brion không có gì phải lo lắng cả. Còn nếu như đây là ván thi đấu mà Karius bị gọi là chốc một chút xíu thì sẽ là một cái mối lo cho Brion. Thì chắc chắn rồi, cả hai bên sẽ tiến vào ván thiếu thứ ba này với một trạng thái tinh thần cao nhất, và chắc chắn ai cũng sẽ muốn ra về với chiến thắng. Đúng, kể cả là với Brion, họ sẽ muốn có được trận thắng đầu tiên của họ. Còn trong đó bên phía của T1, họ cũng sẽ muốn lần quay trở về LCK sau một cái chiếc cúp đó không thể nào kết thúc bằng một trận thua đầu mùa, gọi là đầu tuần cả. Rất tiếc. We'll be right back.
Và chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu thứ 3, ván thi đấu quyết định xem ai sẽ là người cầm một điểm ra về. T1 liệu có thể quay trở về với quán ván thi đấu đầu tiên với một lối đánh công phá cực kỳ kinh khủng, hay là Brion sẽ có được một ván thi đấu bàn nó cũng trơn tru như ván thi đấu thứ hai vậy? Và nói về một ván thi đấu công phá đến từ T1 thì đội hình này nó chưa thực sự là phục vụ cho lối đánh đó, trừ khi có những bước đi đột biến đến từ owner mà thôi. Chứ còn nếu như mà để nhìn vào những cái chất tướng này thì rất khó. Nhưng mà nói chung về câu chuyện công phá thì T1 đã làm hết trong trận này rồi, đúng không? Ván đầu họ công, ván hai họ phá. Tức là đã có rồi. Thì bây giờ ván thứ ba đánh sao nhìn thuyết phục là được. Và bên phía Brion cũng tương tự như vậy. Ván đầu thì họ phá, ván hai họ công. Rất tốt, hai bên đều đã có những cái ăn miếng trả miếng rất tốt. Và quan trọng là đội nào chiến thắng chung cuộc mà thôi. Chắc chắn là những người vui nhất sẽ là những bạn khán giả trung lập mà rồi. Khi mà chúng ta được chứng kiến một cặp thi đấu BO3 mãn nhãn với cả ba ván đấu. Và hy vọng ván thứ ba này cũng sẽ là một cuộc chiến không chỉ dừng lại ở việc là macro kiểm soát từ cả hai bên, mà cũng sẽ là quãng thời gian đi đường bùng nổ nữa, làm choáng thành công. Phần thứ tư chính xác đến từ Samver và giúp cho Kedea mất đi một chút xíu máu. Lợi thế đẩy đường thì cũng sẽ nhỉnh hơn một chút xíu dành cho Samver khi anh ta là người chủ động tiếp cận được lính hơn. Những điểm gặp bổ trợ thì không có gì đột biến cả, ngoại trừ cái tăng tốc pha trên người của Zhang Ze với Maokai mà thôi. Đây là thông số của con bài Jin không đẹp lắm khi chỉ có 3 thắng và 6 thua mà thôi. Ừ, Samver cũng đã đóng góp một trận thua của con bài Jin trước đó. Nói chung mấy cái thông số này nó hơi buồn tí xíu vậy là Jin. Nhưng nghệ sĩ thử phần bây giờ tới lượt Karis nhảy và anh ta đang gắm con chim cánh cụt vào người của Faker với một lượng máu bị mất đi khá. Còn trong phía này rút lông lại, Samver đang cần phải lùi và anh ta đang chứng minh được là cái tỷ lệ thua đó nó cũng có cái cớ của nó chứ không phải là không. Bởi vì đi đường với Seyarakan mà bị rỉa như thế này thì e rằng trong khoảng thời gian đầu nó hơi mệt dành cho Samver rồi. Chính xác là như vậy. Và bên phía của T1 với con bài Rakan này thì họ sẽ có khả năng hồi phục lại được với những cái phi tơ đấp lánh của Rakan. Chứ còn Leona và Jin thì ngoại trừ bước chân thần tốc của Samver ra thì không có quá nhiều thứ để cho họ có thể hồi phục và trụ đường. Cho nên những tình huống cấu rỉa và Onin cần phải được thực hiện cực kỳ tốt. Nhưng nãy giờ thì Fulu liên tiếp để cho Keda cấu máu và tạo cơ hội để cho Gumayoshi có thể hồi phục được. Cho nên những cái lợi thế ở cấp độ đầu tiên mà Samver đưa ra không phải là quá lớn. Đẹp, combo đẹp, rất đẹp. Chỉ có điều là Samver sẽ cần phải cẩn thận một pha rút lông về. Bolu đã kịp cái nhật thực để có thể chống trả lại cái lượng sát thương. Còn phía bên này Faker đang đẩy đối phương ở trong khu vực trụ. Karis, anh ta hạ cũng đối phương không? Anh ta hạ cũng được chứ là mạng đổi mạng. Chiến công đầu vẫn lợi hơn 100%. Chiến công đầu nó được dành cho người chơi đường giữa của Brion trong tiếng vừa rồi. Nhưng mà Faker lời hơn tốc biến trong những nhịp sau. Đó là một thông tin quan trọng để cho owner có thể khai thác ở trong những nhịp vòng rừng thứ 2, thứ 3 của anh ta. Dịch chuyển bắt một đợt đầu tư đến từ hai người trên đường giữa khi mà đợt lính vẫn đang ở một thế cân bằng. Và đang là quãng thời gian mà những người chưa đi rừng đã hoàn thành xong được những con cua đầu tiên. Và sẽ muốn hướng tới việc kiểm soát bản đồ trong nhịp tiếp theo. Đây là một ván đấu mà từ nãy giờ chúng ta đang có thể thấy được là thế trận hai bên thật ra đều cân bằng hết. Tức là khu vực đường dưới cũng ăn miếng trả miếng liên tục, lượng chỉ số ngang nhau, khu vực đường giữa cũng là ăn miếng trả miếng. Chỉ có điều khu vực đường trên tôi cũng đã hiểu lý do tại sao bên phía của Brion họ phải cấm con Na để chúng ta xin 24, tức là vẫn cấm 14. Còn Honor đi cướp rừng, Honor đang bị dính kỹ năng của đối phương, anh ta bị dính kỹ năng em vô cùng lâu. Và Honor rất là may mắn trong tình huống đó, chỉ có điều Zhang Ze là người có được hạ gục. Karis đã kích hoạt được nhậm nhẹ tên lửa, anh ta sẵn sàng cho cú đấm về, tốc biến lên bị đấm ngược về. Và ngay lập tức Faker đã có thể thoát đi được thành công. Một tình huống mà Honor đã quá chủ quan và đường dưới phía bên này vào. Combo sau này Samver đang cần phải lùi ra carry vẫn này tiếp tục chí, sau đó anh ta sử dụng điệu nhảy tiếp viện để có thể lùi về được. Quay trở lại câu chuyện cũ hồi nãy tôi nói Honor may mắn ở cái chỗ đó chính là Karis không kịp bắn cái phát cuối để nó nổ để anh ta dậm nhảy tên lửa thêm lần nữa. Chỉ có điều là Zhang Ze cái đấm quy của anh ta vừa đủ sát thương để hạ gục đối phương luôn. Một tình huống mà Honor đã hơi chủ quan về cái lượng sát thương của bên phía Brion trong tiếng vừa rồi. Còn đây chúng ta được xem lại tình huống solo kill của Karis và Faker rất nhanh với tấm thảm bất ổn và quang địa chấn để hất Karis về tầm tấn công của trụ. Sau đó thì với những điểm bọc thuốc súng được gài từ trước thì đường giữa của T1 mới là người nằm xuống trước. Còn đây thì chắc chắn là một pha mà rất đáng trách cho owner rồi. Đợt lính này không thể nào để cho Faker có thể giúp anh ta cướp đi bãi chim đó cả, nhưng ta vẫn cố gắng để thể cướp bãi chim của Zhang Ze. Rồi sau đó mất tốc biến của bản thân mình, mất mạng của bản thân, mất luôn cả tốc biến của Faker nữa. Mỗi bên đều có những tình huống bất lợi và có lợi. Cái pha mà Faker bị solo thì lính nó chưa vào trụ, cho nên là anh ta vẫn có thể đón kịp lính. Còn cái tình huống vừa rồi thì Karis mặc dù anh ta không có được mạng gục, nhưng anh ta vẫn đang là người liên tục có được thêm một mạng hỗ trợ, nâng cấp thêm về lượng trang bị. Và chính lượng kinh tế đang giúp cho cái đôi giày của Karis nó sẽ phát huy rất là tốt cái tác dụng của nó. Ta sẽ có khả năng chống lại những hiệu khống chế cũng như lượng sát thương mà Faker tạo ra ở thời hiện tại, cũng như là có khả năng di chuyển bản đồ tốt hơn với cái lượng tốc độ di chuyển và cái giày này cộng thêm.
một lượng lớn tiền cũng đã đầu tư đến từ cái giày này, nó cũng sẽ khiến cho tốc độ lên trang bị của Cornet bị chậm lại một chút xíu, đánh đổi mà thôi. Còn bây giờ là quãng thời gian mà con sâu hư không đầu tiên nó sẽ xuất hiện rồi. Cả Polo và Kera đang ở đây, nhưng nếu để va vào nhau thì hiện tại thì T1 cái lượng sát thương của họ bây giờ chưa phải là quá nhiều. Họ biết là thời điểm này cái nước mắt là cái cần thiết để tích xong đến từ Faker. Và nếu như đánh nhau va nhiều quá, lượng sát thương nó sẽ không đảm bảo. Zed thì đang tận dụng rất tốt cái chất tướng để liên tục đè đường và gây khó dễ cho Morgan dựa trên lượng chỉ số phà mà ta đang có được. Nhưng nó không thể nào gián tiếp giúp cho Honor có thể hỗ trợ lấy những con sâu hư không được. Cái bây giờ Honor đang cố gắng là làm sao cản được một con. Không, họ muốn đánh luôn. Ôi, một chút nữa là bức tường nó có thể hất văng được ba thành viên của Brion về rồi. Nhưng họ vẫn có đủ tốc độ di chuyển để có thể dìu dắt nhau trở về và không bị bên phía T1 ép vào một pha giao tranh. Sâu hư không đầu tiên có dành cho bên phía Brion, đó là điều mà họ có thể cảm thấy hài lòng. Đó là con sâu mang lại nhiều lượng kinh tế cũng như là kinh nghiệm lớn nhất dành cho Giang Dê. T1 sẽ có hai sâu sau và nó cũng sẽ khiến cho Brion cần phải cẩn thận hơn nếu như không muốn bên phía T1 sở hữu được từ 4 cho tới 5 con sâu ở trong lượt 2. Nó sẽ khiến cho bên phía T1 có áp lực đẩy đường khi mà có một con Na trong đội hình. À, cái này phá phá bấm bê nè. Ui, tiếc thế nhờ, tính toán hay rồi đó. Thật ra cái pha này tôi đã từng thấy ở một cái trường hợp. Hình như cũng chính là rớt luôn thì phải, nếu không nhầm. Một tình huống mà anh ta ném răng ngược và cướp sứ giả. Ừ, hình như là anh ta. Ừ. Và để coi là liệu cái việc phá của rớt ở trong giai đoạn sau có thể làm một tình huống tương tự nhé. Chứ thật ra nó là cái gì đó khá thú vị. Giống như cái pha đẩy của Garrix ở trong ván thứ hai thì cái quy ngược về của Zed nó cũng có những tiếng nói nhất định. Chỉ có điều là phong độ anh ta không thành công, đồng nghĩa việc là Morgan vẫn về được và anh ta di chuyển ra lại với một đôi giày, với một cái kiếm giả. Còn Zed có một điểm lợi là Zed anh ta chưa về và lượng chuyển sang anh ta vẫn đang nhỉnh hơn, thì đồng nghĩa việc khi anh ta dịch chuyển lại cái đồ anh ta sẽ mắc hơn rất nhiều so với cái kiếm dài đang sở hữu trên tay của Morgan. Ít nhất là bên phía T1 đang có một đường để họ có thể vin vào, đó là khu vực đứng trên khi mà Zed đang cho thấy phong độ tốt của mình ở trong ván thi đấu ở thứ ba này rồi. Một tình huống mà Karis cũng đã chờ đợi rất đúng nhịp để sự cú dẫn để tên lửa đó và thoát ra khỏi cái quang địa chấn của Faker, cho thấy đường giữa của Brion cũng đang có một ván thi đấu rất là tuyệt vời và anh ta cũng sẽ rất nỗ lực để có thể giúp cho đội tuyển của mình có được một cặp thắng BO3 lần đầu tiên trong mùa hè này, một điều mà các cổ động viên của Brion cũng đang mong mỏi từ rất lâu rồi. Họ đã có được những ván thắng thì bây giờ họ đang cố gắng để tìm kiếm được cặp BO3 đầu tiên này. Nó chỉ có một vấn đề là khu vực đường dưới con Saya vẫn đang khỏe, đồng ý khu vực đường giữa thì Karis từ nãy giờ đang đi đường rất tốt. Chỉ có điều đường dưới và đường trên nó đang bị hiệu ứng ngược, là 53 chỉ số lính dành cho Morgan và anh ta chưa có một cái dấu hiệu nào là có thể cân bằng được. Chúng ta nhìn rất giữa lính từ nãy giờ, mỗi khi mà tôi để cái minimap nha là lính lúc nào nó cũng ở cái chỗ này hết. Và mặt đất dậy sóng của Faker sẵn sàng để có thể tấn công hay chăng không, anh ta có mặt đất dậy sóng. Quay ra lại cái chủ đề cũ là Zed lúc nào cũng có một cái tư thế lính như thế này, nó ép cho một vị tướng tay ngắn như Morgan lại rất khó. Và chưa kể đến Morgan cũng không kích được cái nội tại một cách gọi là nhiều để có những cú gõ đẹp, từ đó đang khiến cho Morgan gặp một số vấn đề rất nặng ở khu vực đường trên và anh ta đang bị thua về lượng dính rất nhiều. Bản chất từ cái kèo Na và Zed thì nó cũng rất là khó nữa. Đồng khi ý. Mà con Na nó vừa có cái sải tay dài, khả năng cấu rỉa, lượng sát thương nữa. Nó khiến cho Morgan nếu như muốn lao vào với cú nhảy vào nện mình để thực hiện tình huống Odin thì khả năng cao anh ta cũng sẽ phải trả giá với những cái lượng sát thương được trả ngược lại, và nó khiến cho anh ta đang ở trong trạng thái tương thoái lưỡng nan. Bộ băng quăng ra, Zed bắt đầu quăng boomerang của mình nữa. Anh ta đang giữ chân và đang làm chậm Morgan. Morgan nhảy được vào lính, nhưng đây là tình huống nhảy đập ngay tới Zed. Và Morgan, anh ta sẽ phải nằm xuống ở chẳng để anh ta đã phải nằm trước cái boomerang tiếp theo của Zed. Hai đều cho T1. Đó là sự cơ động của Na và cái độ khó chịu của nó mà tôi vừa nhắc tới trong khoảng gian vừa rồi. Đó là chỉ cần Morgan mất đi cú nhảy và nện hoặc là cái cú phản công đấy mà thôi, thì sẽ không có cơ hội nào để có thể tránh được nốt những lượng sát thương còn lại của Zed cả. Và vừa rồi tiếng thân khai thác thành công đến từ Honor để cân bằng lại được về điểm hạ gục và cũng như là gia tăng thêm lượng khoảng cách mà Zed tạo ra được với Morgan bên phía kia. Khổ thật, đúng là cứ giai đoạn đầu game là sẽ có một thành viên nào đó của bên phía Brion gặp một số vấn đề. Ván trước thì Karis trong giai đoạn đầu game thì là phải hát để ức chế khu vực đường trên, thì bây giờ Zed đang hát bài sóng gió rồi. Khó lắm rồi đấy, khó lắm cho Morgan rồi đấy. Bạn thua 2 cấp, bạn còn bị găng, bạn mất một mạng mà mạng nó rơi vào tay của Zed. Chúng ta xem, Zed về một đôi giày thép gai trước đó, một cái búa gỗ và có thêm 900 nữa để sở hữu thêm một cái thủy kiếm nữa, thì lượng trang bị đến từ Zed trong giai đoạn này đang ao hoàn toàn so với những gì Morgan đang có. Một tình huống mà Honor di chuyển hay mà thôi, không có bất cứ thông tin nào về vòng rừng của anh ta cả. Và Morgan chỉ đơn giản là anh ta cố gắng phá đi cái lượng tầm nhìn đó. Một tình huống Morgan cũng đã rất nỗ lực khi cố gắng quay trở lại và làm choáng được hai thành viên của T1 để rút lui. Nhưng cái boomerang đó đã được quăng ra từ trước và hạ gục dành cho Zed là một thành quả tốt cho những cái nỗ lực của anh ta liên tục từ nãy tới giờ áp lực vào đường trên của Brion. Và chỉ cần Honor tới mà thôi là anh ta sẽ có điểm hạ gục. Lượng tiền trên toàn bản đồ, chúng ta được thấy lượng chênh lệch lớn nhất ở khu đường trên đang rơi vào khoảng chừng 1.000 tiền. Tôi nghĩ rằng với phong độ này thì nó sẽ còn được gia tăng lớn hơn nữa. 1.000 là nhiều đấy. Chúng ta bây giờ chúng ta cứ mấy 10 phút mà thôi.
Ừ, tại vì chúng ta cứ tính nha, một cái cuốc chim thôi. Một cái cuốc chim là cái lượng sát thương nó cộng vào nó cũng đã mức độ ở cao rồi đấy, chứ không phải là không đâu. Nó là một khoảng cách khá lớn. Cho nên việc hơn 1k tiền là hơn ảo cái cuốc chim là rất mắc dành cho Zed ở trong giai đoạn tại, và nó sẽ khiến cho Morgan gặp rất nhiều vấn đề. Và anh ta còn đang là người tạo ra một cái gián tiếp giúp cho anh phía của T1 có được lợi thế. Tại vì Tristana mà không có 6 con sâu không thì bắn vào trụ nó cũng không thuộc dạng kinh khủng lắm. Có thể dựa trên chất tướng, một cú nhảy đến Garia hất tung được Bolu lên. Bolu đang bị cản lại, đây là mặt ra sống đang cản được bên trong. Một cú nhảy, và kỳ này Karis là nạn nhân. Một cú thiên đình kiếm rất hay, Karis vẫn đang tiếp tục nhảy nhưng Faker vẫn chưa bị dứt điểm. Dầm nhảy tên lửa bị kẹt bên trong, Faker đã phải nằm xuống. Tiếp theo sẽ lại đây, tôi đang thấy Owner phải bỏ chạy, trong Zed đang làm chậm rất hay. Một gần đang tới, anh ta đang sử dụng cú phản công của mình nhưng không thành công. Zed đang bắn thương và Zed thành công thêm một mạng gục. Anh ta tốc biến lên, anh tấn công vào Karis. Karis liều thoát hay không? Karis cũng đã trở thành nạn nhân tiếp theo. Vẫn đang là Zed, vẫn đang là Zed với con bài na trong tay của chính bản thân anh ta. Zed làm rất tốt, nhưng chúng ta cũng phải dành lời khen cho Kera trong những tình huống xử lý kỹ năng vừa rồi của mình rất hay, đến từ người chơi hỗ trợ của T1. Và tôi nghĩ rằng một chút nữa thôi chúng ta sẽ xem lại, chúng ta có thể nhìn thấy những cái tình huống mà Kera xử lý cái bộ kỹ năng mình nó hay như thế nào để câu giờ cho các thành viên của bên phía T1 sống sót được trong cái tình huống giao tranh đó, khi họ là đội không có quá nhiều cái sự chênh lệch về trang bị. Zed đã mất chiêu cuối rồi, hất tung có thể không trúng vào Karis nhưng nó tách biệt được Polu ra một góc. Và đây là tình huống xử lý hay đến từ Faker với quang địa chấn của mình. Kera rất bình tĩnh, anh ta sử dụng chiêu cuối và sau đó quay trở về Faker, khiến cho tình huống đáp cú dẫm nhảy tên lửa của Karis không hạ gục được em từ Faker, và khiến cho Karis bị tốn thêm một nhịp nữa. Và sau đó anh ta luồn lách cùng với Zed và chờ đợi thời cơ và tấn công. Những tình huống rất hay, hồi máu, tốc biến và hất tung được hai người. Rất tuyệt vời đến từ Kera, mặc dù Morgan không nằm xuống nhưng cũng là rất nhiều lợi thế cho T1 rồi, khi họ vừa rồi đã thu được về thêm 3 con sâu không nữa cũng như những điểm hạ gục. Và ngay lập tức bên phía của Brion đang phải đáp trả ngược lại bằng việc là có được con đồng này Owner. Liệu Owner cướp được hay không? Nếu như Owner cướp được thì Brion vẫn giữ được. Brion đã xử lý rất xuất sắc trong tình huống này. Samver đang giữ chân Karia ở đây dựa trên những phát đạn của mình. Còn quay trở lại của bên trên, chúng ta xem Zed. Zed vẫn đang quá khỏe khoắn, đây là một con bài na quá thống trị và gần như có cách nào. Ui, lại nhảy đến Karis nhưng kỳ này anh ta không thể nào bắt được Faker. Faker đã lách sang một góc rất khó rồi. Và hồi đứng trên này thì vừa rồi Zed cũng đã có được những điểm hạ gục. Và cái khoảng cách chênh lệch của anh ta với một người còn khó khăn hơn rất nhiều. Faker muốn tấn công nhưng anh ta chưa có mắt đất dậy sóng thì phải. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta xem Zed cầm cái tam hợp kiếm thì Morgan lấy cái gì ra chơi? Một ván thi đấu phải nói có khá nhiều điểm để chê Morgan khi mà anh ta đang liên tục để thu đường. Và phía bên phía của T1 cũng có một điểm chê, nhưng mà là chê U chê khu vực đường trên đang thực sự tỏa sáng ở trong ván thi đấu này. Đúng vậy, U chê đang liên tục gây được những lượng sát thương rất kinh khủng, và quan trọng hết là lượng chỉ ra 133 so với 87. Ôi thôi rồi, nói chung đường trên là xong rồi đấy, còn trong khi đó bây giờ nửa cánh dưới quan trọng, nửa cánh dưới như thế nào thôi. Xong rồi đấy thì chắc là xây xong rồi phải đóng thôi. Đúng, phải đóng hòm ván đấu này thôi. Đến từ bên phía của T1, hiện đã có quá nhiều lợi thế 3-0-1 với con bài Gna này trong tay của Zed, và những con sâu không đã khiến cho bên phía của Brion bây giờ không có được lợi thế với chiếc tướng Tristana cũng như Zac để có thể đẩy lại hai cánh nữa. 14 phút đã trôi qua, 750 vàng là những lớp khiên trụ đem lại lượng kinh tế dành cho bên phía của T1, trong khi đó Brion chỉ khai thác được đúng một lớp khiên trụ mà thôi. Và dịch chuyển lên đến từ đường trên của T1, thấy vừa sang bung ra đang giữ chân là một khoảng nhanh vô cùng lâu. Owner liệu đủ trâu để có thể thoát, nhưng đây là chiêu cuối. Karis nhảy phía bên kia, Samver là người hạ gục được. Faker đang bị dính chiêu cuối đó từ đối phương, và đó là những phát đạn cực kỳ chất lượng. Nhưng Zed đã tới với cái tầm hợp kiếm, liệu anh ta cân nổi hay không đây? Anh ta đang muốn cân nhưng không có cơ hội đó. Tới lượt của Majesty đang gây sát thương, và anh phía Brion kỳ này thì họ giao tranh thành công. Không có na khổng lồ đến từ Zed trong tiếng đó, anh ta chỉ có lợi thế mặt trang bị mà thôi. Không có được chiêu cuối, không có được khả năng chống chịu của con bài Gna để có thể giao tranh dành cho T1 trong tiếng vừa rồi. Và đó là những lý do vì sao mà Brion họ thành công trong nhịp giao tranh đó, và có thể là sẽ lấy được luôn con sứ giả kiến đức này nếu như không có một tình huống cướp nào đó. Chắc chắn là không có rồi. Một ván đấu vẫn đang sáng, và quan trọng hết là Samver vừa rồi, sau một khoảng thời gian dài mà anh ta farm thua so với lại Kumayushi, thì anh ta đang quay trở lại với từng đấy mà hạ gục. 2-1-1, một cái đây rất đẹp và sẽ rất cần thiết để cho Samver có thể cải thiện về lượng kiến giao của mình. Ít nhất là cái sự thay đổi nhân sự này đang giúp cho bên phía Brion kiểm soát không đứng dưới này. Nó không còn bị quá là trôi như trong ván đấu tiên, với việc Envy anh ta là người đánh vai trò xạ thủ nữa, mở giao tranh, chính xác hơn là tình huống tung hai người để có thể hỗ trợ cho Owner rút lui từ Kera mà thôi. Nhưng không thành công, khi mà Karis với cái lợi thế và trang bị của anh ta vẫn có thể dướn lên bắn được. Và tình huống dịch chuyển của Zed nó cũng chỉ là một con
na tí nị mà thôi, không có cách nào để người ta có thể chơi trong vòng tay của ba thành viên Brion cả, người ta cũng phải nằm xuống. Pha xử lý vừa rồi là phía Brion họ chủ động á. Lý do tại sao họ chủ động, chứ thấy rằng là Jin xuất hiện ở trên đó. Còn trong đó Kumayoshi đang bước từ cái chỗ bờ sông ở phía dưới bước lên, chứng tỏ được là phía của T1 họ đánh trong tư thế bị động. Họ cũng hiểu được vấn đề, họ hiểu được trong giai đoạn này nếu như đánh nhau thì sẽ rất khó với một Tristana đang quẩy khá nhiệt của Karis. Chỉ có một cái xui dành cho Karis là anh ta bốn mạng hỗ trợ, anh ta bị xui ở chỗ đó. Nếu như anh ta có được tầm có khoảng 3 mạng hoặc là 2 mạng thêm nữa, tôi cảm giác là trang bị đến cái Karis tầm này là anh ta có thể nghĩ tới cái Navori rồi. Anh ta đang có 4 mạng hỗ trợ mà anh ta đã có 2 mạnh của cái Navori. Nếu như Uthi Nịch Kim đã trúng W cái này không trúng, Kumayoshi đang sẵn sàng quay trở lại với cái khả năng quăng lông của mình ra. Và anh ta sẵn sàng pha đúc lông, tóc biến lên, mọi thứ đã dồn người của đối phương. Vẫn đang bị dính kỹ năng rất quá nhiều. Và có một cú quăng địa chấn rất hay, rút lông về tóc biến ngược. Và đây là Karis lao lên tấn công tại hạ gục đối phương, giảm nhảy tên lửa ngược về cái hướng của Faker. Karis vẫn đang tiếp tục bắn, sát thương dồn người Faker là vô cùng nhiều. Và Samper là người dứt điểm được. Phía bên này Morgan, anh ta sử dụng cú phản đòn. Zed đang bắn thường, nhưng liệu bắn thường bao nhiêu là đủ? Zed sẵn sàng làm con na khổng lồ. Anh ta đẩy đối phương vào trong tình thế khó quăng vừa rồi không trúng. Và Karis vẫn đang tỏa sáng. Xong rồi thần mở ra, tóc biến lên đẩy hạ gục được thường đối phương. Nhưng liệu là Karia chạy được không đây? W đã trúng, thời điểm tử cũng đã điểm. Và Karis là người được, không, người được ăn mạng chính là người đi đường với của Brion. Một tình huống chủ động tiếp theo đến từ bên phía của Brion để bắt vào xạ thủ của T1 trong tiếng vừa rồi. Và Kumayoshi gần như không được chơi trong vào tranh đó, khi anh ta là người đầu tiên bị nhắm vào với rất nhiều hiệu khống chế. Cú chói này không trúng nhưng cũng đã ép cho Keda, chính xác là Kumayoshi phải mất đi cú thanh tẩy của mình, dịch chuyển đến từ bên phía của T1. Nhưng đó là một con Talia mà thôi, sát thương không phải là quá nhiều. Bô La Bang cũng hụt nữa. Và còn Na trong tay của Rút trong phần lớn giao tranh cũng không có được dạng Na khổng lồ, và không có góc nào để cho các thành viên bên phía của T1 có thể chơi cả. Trong khi đó thì sao, hai xạ thủ bên phía Brion bắn thoải mái trong toàn bộ pha tranh đó. Karis và Samver xả súng hoàn toàn từ đầu, không có bất cứ một ai ngăn cản họ cả. Và cuối cùng là tan vỡ hoàn toàn đến từ T1 mà thôi. Cái hay nhất của tôi vẫn phải khen đó là Bolu vừa rồi xử lý quá kinh. Bolu đã có một tình huống chồng CC mà có rõ ràng là Kumayoshi đã rất tự tin với cái bảo tố nổi dậy của mình. Nhưng khi mà anh ta nổi dậy thì đồng nghĩa việc lượng máu của anh ta đã trong một cái ngưỡng tử rồi, là anh ta không cách nào có thể thoát được nữa rồi. Và với con CG đất này, Brion đang ép T1 vào bên trong một tư thế rất là gượng. Họ không có cách nào để có thể di chuyển đến khu vực hang trồng này một cách thoải mái được. Đang là kiểm soát lượng tầm nhìn, sự chủ động của Brion đang ở một cái tầm khá cao. Và nếu như họ thắng trong bao tranh này, lượng tiền sẽ được gỡ, cơ hội sẽ được mở. Và Kera đang bị kẹt phía này, quang bao lăng đang giữ chân đối phương lại. Phía còn lại thì Bolu đang cố gắng chống chịu càng nhiều sát thương càng tốt. Và Kera nhảy bị được về với đồng đội của mình. Nhưng Bolu thì sao? Bolu đã bị dứt điểm. Tiếp theo là con đồng, và Jungje đang cố gắng hỗ trợ đồng đội của mình. Đây là cú phản đòn nhắm vào người của Under. Faker đang bị giữ chân lại với cú phản đòn, và bạn hạ gục dành cho anh, xin lỗi bạn, lại dành cho Morgan. Còn phía bên này, Kumayoshi quăng sợi lông mình ra, bọn tôi đã dạy cực kỳ tốt. Phía bên trái thì Jungje đang bị giữ chân lại bởi Zed, và Zed dứt điểm đối phương. Nhưng đây là trụ của đối phương, đồng nghĩa việc là sân chơi của Karis. Phản đòn được bật lên, mọi thứ đã dành cho Zed. Zed bị dứt điểm, giảm nhảy từ đầu thêm một lần nữa. Và bây giờ tới lượt Kumayoshi, Karis vẫn chạy được và đã thành công, vẫn là Brion với một tình huống giao tranh cực kỳ thuận lợi. Một tình huống mà T1 đã rất nỗ lực để có thể giữ lại được con rồng đó, và họ thành công khi cái trừng phạt của Order đã giúp cho bên phía T1 lấy được con rồng nước này và không cho phép Brion tiếp cận tới với con rồng bản lề. Sau đó là những nhịp giao tranh cực kỳ mãn nhãn đến từ cả hai bên. T1 mất hai người, bên phía Brion cũng mất đi vị trí của Jungje và Polu từ trước đó, cho nên không phải một pha giao tranh mà bên nào thực sự có lợi thế cả. Trước đó là pha xử lý hay từ Morgan khi ép lui được Kera ra khỏi pha giao tranh, sau đó là những tình huống làm choáng làm chói liên tục để không cho phép con bài Rakan phá từ con giao tranh này, để rồi những khoảng trống vẫn được mở ra, và Karis cũng như Samver liên tục xả các lượng sát thương cực kỳ lớn của mình và khiến cho Kumayoshi cũng không khóc để chơi nữa. Một tiếng giao tranh hay đến từ cả hai bên, và quan trọng hết là bên nào là bên có lợi thế. Đó là các thành viên của Brion, họ không chỉ có những áp lực về mặt công trình, họ đang có những áp lực dựa trên nguồn sức mạnh của Karis. Karis đang thật sự quá may trong khoảng thi đấu này, và ta đang liên tục áp đảo mặt lối chơi, gây khó dễ cho đội phía của T1. Và quan trọng hơn hết là bên phía của Brion có thể bị mất con rồng, nhưng họ đã có được cái trụ một khu vực giữa cổng kèm một thủ đoạn giao tranh cực kỳ thuận lợi để đưa cái thế tiền bây giờ nó chuẩn bị hướng về cái tư thế cân bằng rồi. Chính xác như vậy, một cái lợi thế từ nãy tới giờ khoảng chừng 4.000 tiền mà T1 xây dựng nó đang bị Brion rút ngắn lại trong khoảng chừng 2 pha giao tranh mà thôi. Họ đang làm cực kỳ tốt, khoảng cách 1.000 tiền bây giờ nó sẽ không nói lên được quá nhiều điều, thậm chí bây giờ nó còn chỉ rơi vào khoảng chừng 600 tiền mà thôi. Lượng sát thương ở những vị trí chủ lực đến từ bên phía Brion đang là vượt trội hơn, chính là cái lượng tài chính đang là vượt trội đến từ bên phía Brion ở vị trí của Karis và Samver. Honor liệu là có thể có được con bùa xanh này không? Nên ta vẫn đang đứng và vẫn đang cố gắng để có thể làm một cái gì đó, chỉ có điều không thể làm được.
quay trở lại câu chuyện cũ. Thật ra cái người bây giờ tôi tiếc nhất, ai khoan, nhảy vào chơi luôn không, Bảo Lưu đang bị kẹt, Dân Dê cũng đang bị kẹt, và ngay lập tức chiêu cua phải được bật của Messi quăng sẽ là người của Samver. Zerg đang di chuyển tới làm chậm, bây giờ tới Bảo Lưu, Bảo Lưu đã kịp thiên định kiếm, thấy giờ sang đâu, mặt đối với sống đã được bật ngăn cản hướng về của Bảo Lưu. Bảo Lưu sẽ bị dứt điểm, mạo gục dành cho Gumayushi. Còn trong khi đó thì phía cánh còn lại, tôi đang định nói là Karis bị xui á, 2-20. Tức là anh ta không có nhiều mạng lắm. Nơi xui dành cho Karis từ nãy tới giờ, cú dịch chuyền đến tình phía Gabriel, đặt nặng trọng tâm là con Baron. Zed đã bị kẹt lại, Zed sẵn sàng với con Na khổng lồ. Zed đã trở thành Na khổng lồ. Oh! Đến từ Zed, và Zed đã kịp nằm xuống. Còn trong đó phía bên này thì Morgan đã bị tấn công. Faker vẫn đang tiếp tục qua những cú phi tạch của mình, một cú nhảy và hất tung lên sân khấu tử thần, nhưng hình như không còn ai có thể bị hạ gục được nữa rồi. Honor đang đứng che, mạnh ai nấy che, mạnh ai nấy chạy, và Faker sẽ bị cái con bét của Sun Jae nó làm chậm mà thôi. Faker tốc biến lên qua thì chân không thành công, người đã bị giữ chân lại là Samver. Samver có tốc biến nhưng Samver bị chính nội tại của Sejun nên Samver nằm xuống, và T1 là đội thắng trong pha giao tranh này. Mang bình oxy mắc nhất ra đây, mang bình oxy lớn nhất ra đây. T1 sẵn sàng cân mọi kèo, cân mọi đối thủ mà họ gặp mặt. Thật sự một ván đấu mà không còn từ gì để miêu tả đến từ T1 và Brion. Liệu họ có quăng game nặng tới mức độ này hay không đây? Baron đã được ăn và Brion hết cơ hội có Baron luôn. Sự quyết đoán đến từ T1 trong những nhịp kiểm soát từ trước đó, họ bắt vào vị trí của Polu cũng như là Zhang Zhe, tạo ra được lợi thế mặt nhân sự trước thêm giao tranh. Và chúng ta cũng được xem lại tình huống này, mất đi con bùa xanh không vấn đề gì cả, nhưng vấn đề đó là Zhang Zhe và Polu bây giờ đường về của họ là rất hẹp rồi. Và tình huống mở giao tranh tốt đến từ vị trí của Honor đã ép cho chiêu cuối của Polu phải bị, chính xác là chiêu cuối của Zhang Zhe bị tung ra mà nó không đem lại được quá nhiều lợi thế. Sau đó là Polu nằm xuống và T1 đi đánh nữa kìa. Người đã bị kẹt lá vậy, chiếu màn hình to coi. À rồi, là Karius ở trong tình huống vừa rồi. Ui, hiểu tiếng Việt bên phía bộ phận hiểu tiếng Việt nhờ, căng thật sự. Chiêu cuối để coi nào, quyền lực thiên nhiên được bật và nó chỉ có thể giữ chân đối phương lại. 15-15 tỷ số cân bằng thật, tôi không tin được là đội đang top 4 đánh với đội cuối bảng luôn á. Trụ đang được phá hủy dần dần nữa, cách thành của T1. Còn trong đó là Fikuprion, họ không còn cách nào cả, họ bắt buộc phải co cụm lại với nhau để phòng thủ cái trụ thứ ba. Rất khó trong một tình huống mà Baron mà thôi, nó là một cái bước ngoặt cực kỳ lớn khi mà cái chiêu cuối của Na trong tay của Zerg được kích hoạt kịp thời và hất tung được ba thành viên của phía Brion về, trong đó có Karis, và khiến cho lượng sát thương của Brion bỗng dưng bị thiếu hụt trong nhịp giao tranh đó. Và T1 họ giành thắng lợi trong tướng vừa rồi, có được Baron, có được những cái công trình mà họ mong muốn được ở đứng giữa, sẽ có thêm cả con rồng này. Chúng ta sẽ xem lại pha giao tranh và cái dịch chuyển đầu tiên của Morgan tốc biến lên rất nỗ lực đến từ Zhang Zhe để có thể làm choáng được con bài Na đó. Nhưng Na đã hóa kịp khổng lồ. Tức là họ đặt cái, sao ta gọi là một ván cược. Tức là họ đặt một ván cược, nếu như họ dứt điểm được Zed trước khi mà Zed trở thành con Na khổng lồ, là con Baron đó trong tay của họ. Chính xác. Chỉ có điều là Zed đã có cái bóng vuốt. Bóng vuốt. Thế là anh ta lại có một cái lượng nhấp ảo. Còn tình huống này thì Aris đơn giản là đối phương dồn hết tất cả gì có thể vào người của anh ta, bó là băng đa hụt. Nhưng Zed ở trong một khoảnh khắc đó, anh ta biết cái khoảng cách của cái chiêu cuối của con Na như thế nào, và anh ta đẩy về rất thông minh, anh ta đẩy được vào tường và giữ cho đối phương lại. Rất hay một ván thi đấu của đường trên bên phía T1, và anh ta đang là niềm hy vọng cực kỳ lớn từ đầu ván đấu rồi. Khi mà các thành viên của T1 không có được nhiều lợi thế thì Zed là người duy nhất có được khoảng cách chênh lệch về tiền so với Morgan bên phía bên kia. Bây giờ anh ta vẫn đang làm tốt với những tiếng mở ở tranh của mình và cả những tiếng bắt lẻ như vừa rồi nữa. 15-15 là một cái tỷ số về điểm hạ gục hiện tại. Lượng tiền thì T1 đang chênh lên tới con số khoảng chừng 5.000. Họ vẫn đang muốn đẩy mạnh lợi thế này khi Baron vẫn còn khoảng chừng 30 giây nữa. Họ đang muốn nhiều hơn, đang có những cú nhanh ping và cung trình đường 2 của đường trên này. Faker là người được cử đi để phòng ngự. Faker sau những tình huống giao tranh liên tục thì anh ta đã có được cái điều mình cần thiết. Còn trong khi đó Karis đang giữ được một cái phong độ khá tốt nhờ, tức là anh ta chưa ăn được mạng thứ ba luôn á. 11 rồi, 24-11 rồi. Anh ta nằm xuống 4 lần và nãy giờ anh ta bắn rất kinh nha. Chỉ có điều tôi không hiểu lý do tại sao mà cái lượng sát thương kinh như vậy mà anh ta không cast được thêm mạng thứ ba. Nó rất xui dành cho anh ta, chứ nếu như anh ta có nhiều mạng chứ bây giờ anh ta bắn kinh lắm. Phía cánh đơ trên thì rõ ràng với nguồn sức mạnh hiện tại, bây giờ Rio đang bị một vấn đề. Cái sát thương phép bắt đầu đang bị yếu rồi. Bắt đầu cái mặt nạ của Zhang Zhe trong khoảng thời gian đầu còn ngon, nhưng bây giờ khi mà anh ta bắt đầu dần dần yếu thì hơi khó để có thể khẳng định rằng là sát thương phép của Brion nó là một lượng sát thương đáng để khiến nhân phiếu của T1 quan tâm tới. Đó cũng chính là một trong những lý do vì sao mà trong tình huống Baron trước đó mà họ không hạ gục được ngay lập tức con bài Na trong tay của Zerg. Khi anh ta đã có khiên băng rồi thì những tình huống bắn chí mạng của Karis nó bị giảm đi rất nhiều sát thương. Thái Dương Hà Sang vào đó không trúng, Bolu đã bị kẹt mặt đây sóng cản. Phía bên này Morgan là người xui tiếp theo, hai thành viên của bên phía Brion đã phải nằm.
17-15 cho đội phía của T1 và cơ hội để họ nghĩ tới câu chuyện endgame là đây hay chăng đây. Họ muốn endgame thì phải, tôi đang thấy họ rất dứt khoát. Nhà lính không còn, một cái cửa đang mở ra vô cùng to để giúp cho đội phía của T1 khai thác được vào. Dòng Dê đang là người bị chấm tới chiêu cuối đã được bật lên và Karis là người bị giữ chân lại. Faker đã dụ khá đủ rồi và người đang bị kẹt lại là Karis. Karis chậm nhẹ từ lỗ bỏ chạy. Dòng Dê là người tiếp theo bị kẹt, tốc biến thoát khỏi cú quăng địa chữ. Karis đã bị bắn thương và rớt bắn thương và Samver đang bị rớt bắn thương. Rớt lùi về được và sẽ chuyển sang dạng na khổng lồ nhưng vẫn sẽ đánh thường. Còn trong đó phía bên trên, Bolu đã hồi sinh lại. Khu vực đường giữa trụ thứ ba đang được nhắm tới bởi các thành viên của T1. Cú W vừa rồi nó trúng vào người Faker nhưng nó không giữ chân được Faker lại. Brion sẽ mất cái cửa thứ hai ở trong ván thi đấu này. Chỉ trong đúng một pha tranh Baron thua mà thôi. Sân khấu Brion đang gần như là mất ván đấu này. Phát bắn chiều cuối đó nó không còn quá nhiều ý nghĩa đến từ Samver nữa khi ta chưa có được nỏ thần Dominic. Và cái lượng sát thương anh ta có thể gây lên người của Zerg cũng như Owner sẽ gần như là con số không ở thời điểm hiện tại, khi anh ta chỉ có đúng một cái vô cực kiếm cộng thêm một đại bác mà thôi. Quá là thiếu sát thương dành cho bên phía của Brion hiện tại. Và cái điểm hại trong một đội hình không có sát thương phép bắt đầu lộ ra. Đồng ý. Khi mà những chống chịu của T1 có cực kỳ nhiều giáp rồi thì không có nỏ thần, các thành viên chủ lực đến từ bên phía của Brion đang gặp khó khăn. Một tình huống hổ báo đến từ Karis, sau đó thì anh ta đã phải trả giá cho sự anh ta chưa phải trả giá. Khi mà các thành viên còn lại của T1 đến thì là một sự hủy diệt hoàn toàn. Đúng, mặc dù chưa trả giá nhưng tôi cảm giác là họ đang dần dần trả tiền rồi đấy. Họ trả rất nhiều thứ ở đằng khác nha. Họ trả, chúng ta nên nhớ là trước đó lượng kinh tế của họ vượt rõ không, tức là họ không bị vượt rõ mặt kinh tế sau từng ấy pha giao tranh. Nhưng bây giờ dần dần họ đang phải trả rất nhiều những cái lượng tiền về ngược cho đối phương sau hàng tấn sai lầm của họ. Thực sự là như vậy. Còn trong khi đó thì Owner đang là người cướp được bùa đỏ, mọi thứ đang dần dần khác. Và hồi nãy nha, Karis hơn Faker 2 cấp có một khoảnh khắc, nhưng bây giờ Faker bằng cấp, đồng nghĩa việc là Brion đã mất tất cả những gì có của họ trước đó. Vẫn là chơi khá ngông đến từ Jonze và anh ta bị tấn công, đang bị dính những sợi lông và nằm xuống. Gumayashi là người có mạng gục, Kera đang phải lùi ra, lượng sát thương dồn vẫn chưa nhiều lắm. Bolu băng quăng ra giữ chân được Morgan bị dính và rút lông, mặt đê sống đang được bật. Karis tóc bí đã bỏ chạy và anh ta chưa kịp chất điểm ra thì anh ta mất quá nhiều máu. Anh ta bị dính cái boomerang cuối cùng của Zed, rất nhảy qua tường và Samver đợi xíu cho anh ta nạp đạn, cho anh ta nạp đạn đi năn nỉ mà Zed đẩy và hơi ảo đến từ Zed. Zed là một tình huống mà khiến cho Samver cũng hết hồn trong pha vừa rồi, anh ta hơi ú òa một tí xíu. Còn trong một đó Samver còn tới 3 viên nữa. Liệu 3 viên này có thể thay đổi được cục diện? 3 viên này liệu được bắn? Đã bắn được một viên. Bắn được viên thứ hai chưa? Vẫn chưa bắn được viên thứ hai. Và Bolu đã là người tiếp theo phải nằm. Samver bật sân khấu thần rền để cho Zeus tới và bắn thường. Và Samver không còn cơ hội nữa. Sân khấu chưa kịp mở thì bị đạo diễn cắt vai. Đạo diễn Zeus cắt vai trong tình huống vừa rồi. 23-18 và T1 là đội thắng ở trong cặp trận đấu này. Một cặp trận đấu cực kỳ kịch tính ở trong cả 3 ván thi đấu. Và cuối cùng thì T1 là đội mỉm cười sau cùng. Họ đã trở lại với chiến thắng tại LCK sau một trận thua tại tuần trước trước thành viên của KT Roster. Và Brion tiếp tục là những sự nỗ lực của họ nhưng vẫn chưa thể tìm kiếm được ván, chính xác là cặp trận BO3 thắng đầu tiên tại mùa hè này. Rất khó khăn. Thật sự, tức là các đội của LCK họ đều biết cách làm sao để có thể gây khó dễ trong giai đoạn ban đầu, nhưng cứ tới giữa là lại có vấn đề. Thực ra cái tình trạng này, thực ra như ban đầu tôi không cắt LCK, cái đợt mà tôi không cắt LCK tôi nghĩ là tình trạng này chắc là VCS là đội đang gặp nhiều nhất. Nhưng ai về đâu khi chúng ta quay lại chúng ta...